chúng ta sẽ điều trị. Nếu em được hóa trị liệu. Không, Trung Su, em có thể tiếp tục sống nếu điều trị hóa liệu sao? Em không thể sống. Em không muốn chết trong bệnh viện. Nhưng chúng ta cần làm bất cứ điều gì để có thể chữa cho em. Ta sẽ thử bất cứ loại thuốc nào nếu nó giúp em sống tiếp. Em đã chịu đựng rất tốt mà. Em nghĩ là em sẽ sống. Em nghĩ là em đã được chữa khỏi. Bây giờ em có thể sống hạnh phúc cùng anh rồi. Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Họ làm em muốn sống. Vậy mà em phải làm gì bây giờ? Tại sao họ lại cấy ghép giác mạc cho em đầu tiên? Em sẽ chết. Vậy tại sao họ lại làm vậy? Thì Hòa đã hiến tặng cho em. Giác mạc của em bây giờ là do Tê Hoa hiến tặng. Nói dối. Anh ấy đã chết vì em. Em phải sống mà không gặp bất cứ chuyện gì xấu nữa. Em phải sống. Anh nói dối. Nói dối. Bỏ em ra. Để em đi. Em sẽ đi gặp anh Tiêu Hoa. Dối trá. Đừng như vậy mà. Để em đi. Em sẽ tới gặp anh Tiêu Hoa. Anh là kẻ nói dối. Không phải như vậy. Anh Tê Hoa, anh đã làm gì vậy? Sao anh lại làm thế chứ? Yeah.